Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thanh Nghị nổi lên như Phó Thủ tướng trong lúc Lê Văn Thành vắng mặt. Những ngày qua, ông Nguyễn Thanh Nghị được ông Phạm Minh Chính giao ra rất nhiều việc, vượt ra khỏi phạm vi quyền hạn của ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Mới đây, vào ngày 17 tháng 11, ông Phạm Minh Chính đã ban hành quyết định số 1435 thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản tại các địa phương trong cả nước. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị được giao việc như một phó thủ tướng vậy. Bằng việc ký quyết định này, ông Phạm Minh Chính đã xem ông Nguyễn Thanh Nghị chẳng khác nào cấp phó của ông. Thay thủ tướng quản lý và kiểm tra một số bộ ngành, vai trò này cũng chẳng khác nào một phó thủ tướng được biết. Theo quyết định số 1435 có giao cho Nguyễn Thanh Nghị chức năng tổng hợp, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến phát triển, triển khai thực hiện các dự án bất động sản đối với các nội dung vượt thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ như đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp các việc tháo gỡ và giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan và thực hiện các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành và địa phương. Nhìn quyết định số 1435 tưởng là rất đơn giản, nhưng nó lại không hề đơn giản. Bởi tổ công tác do Nguyễn Thanh Nghị đứng đầu có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp có liên quan phải báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án bất động sản đang triển khai nhưng có khó khăn, vướng mắc về mặt thủ tục, pháp lý theo báo cáo của các địa phương, rồi kiến nghị giải quyết các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản tại một số tỉnh, thành phố. Với quyết định như thế thì xem như ông Nguyễn Thanh Nghị là một phó thủ tướng chưa chính thức. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị sát cánh cùng ông Phạm Minh Chính. Vào ngày 26 tháng 11, ông Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn của Chính phủ vào miền Nam khảo sát các vụ án trọng điểm. Tháp tùng ông Chính có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và đặc biệt là có mặt ông Nguyễn Thanh Nghị. Việc ông Phạm Minh Chính dẫn ông Nguyễn Thanh Nghị đi theo được xem là hành động đang nắm tay chỉ việc cho ông Bộ trưởng, con trai ông Bà Dũng. Ông Nguyễn Thanh Nghị được Thủ tướng giao việc lớn và nắm tay chỉ việc thì xem ra có vẻ như ông Chính đang định hướng tương lai chính trị cho ông Nguyễn Thanh Nghị. Hiện nay, ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng phụ trách các bộ như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông và Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang vắng mặt vì phải đi nước ngoài. Cũng có nguồn tin chưa kiểm chứng được cho biết ông đi Nhật chữa bệnh. Công việc của ông Lê Văn Thành được chia làm hai phần, một phần thì giao cho ông Vũ Đức Đam và một phần thì giao cho ông Lê Minh Khái đảm nhiệm. Ông Phạm Minh Chính đang cho thấy rằng ông rất gần gũi với nhóm miền Nam hơn. Trong các phó thủ tướng Việt Nam hiện nay, ông Phạm Minh Chính dường như thân thiện đặc biệt với ông Lê Minh Khái, người Bạc Liêu. Với việc giao cho Nguyễn Thanh Nghị nhiều trọng trách quan trọng vượt ra khỏi nhiệm vụ và quyền hạn của ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng, xem ra ông Phạm Minh Chính như muốn xây dựng xung quanh ông những người miền Nam thực sự. Đây là hình ảnh những việc làm này của ông Phạm Minh Chính giống như cầm tay chỉ việc cho ông Nguyễn Thanh Nghị vậy. Không biết tin tức về sức khỏe của ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có phải là sự thật hay không. Mặc dù vậy, nếu đấy là sự thật, thì cơ hội lớn cho Nguyễn Thanh Nghị để tiến lên chiếc ghế Phó Thủ tướng sớm hơn dự kiến. Một chính phủ được xây dựng dựa vào thế tương trợ lẫn nhau, ông Phạm Minh Chính và cha con nhà ông Nguyễn Tấn Dũng là một liên minh rất mạnh. Liên minh này sẽ mạnh hơn khi vai trò của Nguyễn Thanh Nghị ngày một lớn hơn ở trong chính phủ. Còn với gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng, khi quyền lực của Nguyễn Thanh Nghị được củng cố thì sự nghiệp chính trị của cậu con trai út Nguyễn Minh Chiết cũng sẽ được khai thông. Có vẻ như liên minh Phạm Minh Chính và Nguyễn Thanh Nghị đang rất thuận lợi và tương lai ông Nghị cũng sẽ rất triển vọng nếu không có gì bất ngờ làm thay đổi hiện trạng liên minh hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Nguyễn Thanh Nghị nổi lên như một phó thủ tướng trong lúc Lê Văn Thành vắng mặt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Phạm Minh Chính đã xoáy vào vết rách của ông Hồ Đức Phước. Ý đồ gì đây? Vào ngày 24 tháng 11 vừa qua, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác truyền thông chính sách, ông Phạm Minh Chính đã xoáy vào vấn đề gai góc nhất hiện nay của Bộ Tài chính. Ông Chính khẳng định rằng vấn đề trái phiếu doanh nghiệp không thể không xử lý. Ông Chính nói rằng vừa qua có xử lý một số hành vi, việc làm không đúng pháp luật liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán và tổ chức tín dụng yếu kém. Bởi vấn đề này không thể không xử lý, càng để lâu thì càng ảnh hưởng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị đã lên tiếng từ tháng 7. Chỉ đạo cấp bộ là nhiệm vụ và quyền hạn của ông Thủ tướng, sẽ không làm người ta chú ý đến trước đó ông Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã không nói về vấn đề này. Từ giữa tháng 7, ông Nguyễn Thanh Nghị đã bất ngờ đá lộn sân. Dường như ông Nghị quên rằng ông là Bộ trưởng Bộ Xây dựng chứ không phải là Phó Thủ tướng. Ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, mới là người có nhiệm vụ quản lý Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng, Nhà nước Việt Nam. Việc ông Phạm Minh Chính lên tiếng hùa theo tiếng nói của ông Nguyễn Thanh Nghị cho thấy đây không hẳn là vấn đề ngẫu nhiên. Là người quản lý hết tất cả các bộ trưởng, nếu ông Phạm Minh Chính không bật đèn xanh thì ông Nguyễn Thanh Nghị không thể can thiệp vào vấn đề của bộ khác cho được. Hiện nay, vấn đề thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang là vấn đề rối như canh hẹ. Khui hai doanh nghiệp phát hành trái phiếu thì cả hai đều dính tội lừa đảo. Điều này cho thấy vấn đề huy động vốn trên thị trường trái phiếu là vết rách của nền kinh tế nói chung và của Bộ Tài chính nói riêng. Những yếu kém của Bộ Tài chính thì đã rõ, vấn đề là có ai dám đào sâu nữa hay không mà thôi. Nếu đào sâu thì chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính của ông Hồ Đức Phước có thể sẽ bị lung lay. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đang phụ họa. Việc ông Phạm Minh Chính ưu ái ông Nguyễn Thanh Nghị là không cần phải bàn cãi nữa. Với việc ông Chính cho lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để kiểm tra các dự án bất động sản là một minh chứng rõ nét nhất. Điều đang nói là trong nhóm này có chuyên gia về tài chính, ngân hàng, phụ tá cho Nguyễn Thanh Nghị. Điều này cho thấy nếu dự án có vấn đề liên quan đến tài chính, rất có thể ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ cho xử lý luôn. Quan hệ giữa ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bao lâu nay không ai còn xa lạ gì. Hầu hết những ngày trọng đại của gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng đều có mặt ông Phạm Minh Chính, dù cho ông Chính ở bất kỳ cương vị nào. Trước đây, ông Phạm Minh Chính còn là trưởng ban tổ chức trung ương, ông qua lại với ông Nguyễn Tấn Dũng âm thầm hơn. Giờ đây ông là người đứng đầu trong chính phủ, một chân trụ mạnh thứ nhì trong tứ trụ, thì ông Chính đã công khai hơn và thậm chí công khai nâng đỡ luôn Nguyễn Thanh Nghị. Hồ Đức Phước là một thành viên chính phủ, tuy nhiên ông Phước không phải là người trong nhóm lợi ích Phạm Minh Chính, Nguyễn Tấn Dũng, mà ông Phước thuộc nhóm lợi ích của Nghệ An. Tuy là người ngồi ở chính phủ, nhưng ông Hồ Đức Phước lại gần gũi với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cho nên khó mà có sự hòa hợp giữa ông Phạm Minh Chính và ông Hồ Đức Phước. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đặc biệt gần gũi với ông Nguyễn Tấn Dũng. Thị trường trái phiếu đã hình thành từ năm 1997, thực sự đến năm 2016 thì mới bùng nổ. Lỗ hổng trên thị trường trái phiếu bắt đầu từ nhiều đời Bộ trưởng Bộ Tài chính trước đây, trong đó có ông Vương Đình Huệ, người từng giữ chức Bộ trưởng của bộ này. Và trong nhiệm kỳ 2016-2021, ông Vương Đình Huệ chính là Phó Thủ tướng Chính phủ nắm Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Cho nên lỗ hổng thị trường trái phiếu không thể thiếu phần trách nhiệm của ông Vương Đình Huệ. Không biết ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ xoáy sâu vấn đề này như thế nào? Có lẽ cũng không dễ vì ông Hồ Đức Phước không phải là ông Bộ trưởng yếu thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin ông Phạm Minh Chính đã xoáy vào vết loét của ông Hồ Đức Phước. Ý đồ gì đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.